Đấy, hôm nay chúng ta học âm u là u dài nhá. Rồi, thì âm u dài này cũng rất là đơn giản thôi. Thì chúng ta chỉ cần chu miệng lên, đấy nó gần như mình phải tiếp sáo ấy, là u, cái chu miệng này tròn tròn đấy nhá. U u u à đấy nhá, những u à nhá. Mình phải bình thường viết đọc là u, tiếng Việt mình u hơi chu một tí thôi đúng không? Nhưng nhớ là mình phải, khi mình học tiếng Anh ấy, đấy là mình phải làm quá nó lên được chưa? Hôm trước mình vẫn chia sẻ với anh em rồi đấy, phải làm quá nó lên, nói ở mức độ cao hơn đấy, khi mà mình nói và thực tế nó sai đi là vừa, nó giảm đi là vừa. Đấy nào, hay là chu tròn miệng lên nào, u nào, u nào, u, đúng rồi, đơn giản thế thôi. Đấy, đúng rồi, chu miệng lên nào, nào toàn chu lên nào, u u u là hai ba, rồi nào kéo đây nè, chu lấy tay kéo miệng, kéo kéo môi lên nào, động tác u. Đấy, hình dung là nào, nào bây giờ tay đâu, tay đâu, tay đây, tay đây, rồi ok, tay đâu, tay đâu, anh đã gánh tay hình đây, dung tay nào. đây, tay đây, tay đây, Khánh, Khánh, anh Khánh ơi, tay đây, tay tay đâu, tay đây, đâu, tay ơi, đây, tay đây, tay đây, tay đây, hãy làm theo follow, nếu mà không biết cái gì thì cứ làm theo mọi người đi ạ, người đáp nào thì mình cũng cứ đáp theo đi anh nào, tay đâu, tay đâu, tay đây, tay đây, tay tay đây, tay đây, đây. rồi bây giờ đưa tay ra trước trước miệng nào, à gần miệng này nào, à nào xong bắt đầu u là mình kéo như này, mình sẽ dùng làm động tác là kéo môi của mình ra được không nào. U chu môi về trước đấy, kéo chu môi về trước này, u u u rồi như thế nhá, nhớ là âm này khẩu hình miệng nó chỉ là chu môi lên là được, không chu môi về tròn khởi sáo đấy, hiểu khởi sáo đấy được chưa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào từ này. Âm T thì mình sẽ phải đẩy hơi ra một chút. Đẩy hơi âm T ấy. Nó là thò 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 mình sẽ là. Nhưng mà sẽ là có âm gió. Yeah. Chu. Đấy. Chu. Đẩy hơi ra nhá. Gần gần đúng thò thôi. Nhưng mà không phải là thò tiếng Việt mình nhá. Chu. 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 Đấy. Gần như là phát gọi gọi tên em Thu đây này. Đấy. Nhưng mà gọi tên Thu nhưng mà phải có gió. Nếu phải có gió là ví dụ mình nói tiếng Việt là Thu 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 đúng không? Hơi hơi gió một tí thôi, Thu 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 Thu. Thu ơi, Thu ơi. Đấy hơi hơi gió đúng không? Nhưng mà bây giờ tiếng Anh là nó phải nhiều gió hơn. Thu. Thu. Đấy. Đấy hơi Thu. ra. Thu. Thu. Đấy hơi ra. Thu. 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 Two. Ok. Now next we have. Ok, now two là kéo kéo môi nha. Two. 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 Next we have food. 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 Nào, lại đánh vần này, quy tắc đánh vần nào, quy tắc đánh vần nha nào, u U. u u u u Food. u Food. food Food. Food. Cái âm đờ này là mình đang bật là ở dạng là có bật bật mạnh là ra gọi là nghe thấy đờ rõ đờ ấy thôi, còn nó là đấy nó hơi hơi một chút thôi, nhẹ 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 hơn, đấy là mình đang làm quá nó lên bật là đờ đúng không, đờ để cho anh em hiểu là có âm đờ đấy ấy. Còn nó là nó food 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 Food. food tròn trong câu mình chỉ là food đấy, mình bình thường ấy, bình thường nói chưa, I eat this food, được không? I eat this food, food,
eat this food. Nhẹ nhẹ thôi. Đó, nhưng mà mình vẫn đang đọc quá nó lên là đờ bật mạnh mạnh lên. Food. Được chưa? Food. Ok nào. Food. Food. Đấy, bật cứ bật mạnh vào. Food. Food. Now next we have ooh. 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 So so. So. Soon. 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 Yeah. Không đọc là không đọc là soon nhá, không đọc. Đấy. Nhớ không bao giờ đọc là soon. Soon. Âm nào có âm nào là mình đọc âm đấy. Soon. Là soon. Phải là soon nhá. Nghe nhớ chưa? À, tiếng Anh là như thế, mình nhìn vào phiên âm để đọc soon. 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 Đúng rồi, đúng rồi. Nào. Soon. Toàn đọc ra nào. Soon. Đấy, soon. 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 À, đọc rõ âm u dài và âm sờ bật hơi ra một chút. Soon. Soon. Âm sờ chữ rõ lắm nhỉ. Soon. Soon. Đấy kìa, đấy. Soon. Đấy, anh Khánh đọc nào. Soon. Cứ kéo dài một tí nữa. Soon. Soon. Đấy. Đấy, như thế nhá. Rồi, next you have root. 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 Ok, đấy. Nhìn nhá. Flute. Flute. Nào, ghép lại âm như này nhá. Đấy, nó, âm này bốn âm luôn này. Bốn âm nào ghép lại dần này. Âm phờ nhá, âm phờ thì răng trên môi dưới. Răng hàm trên chạm môi dưới. Bắt đầu là âm phờ, âm F đấy. Để răng trên chạm môi dưới nào. Đẩy hơi ra. Phì phờ 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 ấy. Nào, răng trên chạm môi dưới. Đấy. Flute. 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 Any sound T nhé, đẩy hơi. Flute. 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 Oh, now next we have recruit. Recruit. Âm thứ hai nhá. Trong các âm này thì bây giờ từ các cái âm tiếp theo ấy, nó sẽ âm u dài của mình, nó sẽ là âm chính và nó sẽ là trọng âm, và mình sẽ phải nhấn cái âm u dài đấy một chút. Còn cái âm kia thì là mình sẽ phải đánh dấu huyền vào nó một chút, nhẹ cho nó nhẹ đi một chút. Đánh giơ tay đánh trọng âm nào. Recruit. Recruit. Right now. Lại ghép âm này, ghép này. Từ đấy chưa đọc được. Nào. Nào, âm r của nó nhá. Âm r của nó là cũng đã sẽ khẩu hình miệng của âm r nó sẽ là chu miệng nào. Và cong lưỡi lên này. Âm r. 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 Cong lưỡi. R. U cũng chu miệng ra, nào. Âm R nó cũng xuất phát giống từ âm U. Đấy, nó là cũng từ đầu tiên là chu miệng ra, xong nhưng phát âm R. Đấy, đúng rồi, đúng rồi như thế đấy. R. Ru. Ru. Không phải bình thường. Chu hết vào. Ru. 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 Ok. Crew. 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 Crew.
nhỉ? Cruit. Đấy sao? Cruit. 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 Ok, recruit. 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 Okay, next. Recruit. Okay, next up now. Luna. 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 Đấy, ok đấy, chính là trọng âm u nha. Luna. 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 Đấy, chữ âm ờ đằng sau mình sẽ học. Đó, nó sẽ là ờ ờ cong lưỡi ờ và chữ lu ờ ờ Luna. Luna. Nè, phải cong lưỡi là mình đọc và mình cho mình đọc là Luna. Luna đúng không? Đó là lu thôi nhá, không phải là lun nhá. Đấy, bình thường đọc là Luna. Lunar New Year đúng không? Lunar New Year. Đấy, đây là Lu thôi, thấy chưa? Lunar. 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 Okay, next you have remove. 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 Any sound của nó nào? Remove. Và sao đúng không? V. Nào và của nó nào âm âm v của nó là răng cũng lại răng trên chạm môi dưới nào. Remove. U đâu khẩu hình của âm u nào nhớ u phải như thế nào? Luôn luôn nhớ trong đầu đọc các âm này là phải làm sao? Chu môi lên. Chu môi lên. U dài của mình là sao? Chu môi lên, cứ chu môi lên là đấy, nhớ là đúng nhá. Nào lại nào, remove. Remove. Đấy. Bamboo. Nào âm này, bam bam boo. Bamboo. 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 Music. Music. U không? U đấy cũng nhớ lại chú môi lên nào. Music. Music. Đấy là âm lại âm lưỡng tính hơn chưa cái đúng không? Âm âm gì á? Music. 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 Phải có u ở đấy nhá. Đúng rồi, phải có u. Đúng rồi, u ở đấy nào. U vào xong là không phải là mew nhá. Không đọc là mew mà là mew. Ồ đấy. Lút đấy, bên trên này lun đúng không đọc là lun, root cả root không bao giờ đọc là root đúng không, không bao giờ đọc là lun. Các từ trên sun đấy luôn luôn có e thì sao, mình chỉ đọc hai âm thôi, âm phụ âm đầu tiên và sau đó đến nguyên âm đó, mình đọc nguyên âm đến nguyên âm thôi, sau đây mình ngắt lại và cái phần còn lại nó sẽ là ending sound hoặc là nó sẽ nối với cái từ tiếp theo đấy, không bao giờ có nối liền nó vào được như thế nhá, luôn luôn phải ngắt nó ra phụ âm và nguyên âm thôi. Đấy, trong phần còn lại nó sẽ là một cái gọi là ending sound của nó. Ok, nào bây giờ dịch nghĩa một tí xem nào. Su có nghĩa là gì nhỉ? Quá. Để xem hiểu nghĩa, anh em hiểu nghĩa được ở đây bao nhiêu từ nào?
tên nghĩa bao nhiêu từ nào? Bây giờ two anh em bật ra nào, 2 3 xem có nghĩa là gì. Bật ra nào, nghĩa là gì? Phát biểu ý kiến thoải mái. Từ two ấy, từ đầu tiên này, two có nghĩa là gì? Cũng rồi. Food. Thức ăn. Rồi. Okay, soon. Sớm. Right. Sớm. Đúng. Sớm. See you soon. See you soon. Đấy, see you soon. Đấy, hẹn gặp lại bạn sớm nha. Tiếp theo là root. Có nghĩa là gì? Lộ trình. One. Một hành trình. Rồi, một mà hành trình, lộ trình, hành trình nhỉ. Rồi, giờ mình thấy nếu mà mình search Google mà dùng tiếng Anh ấy, đúng không? Nó cũng là root đấy, hoặc là rễ. Cái này cũng có thể là rễ, gốc rễ cây ấy. Đường đi ấy, hành trình rễ cây, cái cây nó làm thành các cái nhánh, nhánh. Root of tree ấy. Đấy. Okay. Flute là gì nhỉ? Sáo. Flute, sáo, sáo, flute, recruit, recruit, tuyển dụng, recruit có nghĩa là gì? Tuyển dụng, tuyển dụng. Okay, next we have lunar là gì nhỉ? Âm lịch mặt trăng. Lunar đúng rồi, âm lịch mặt trăng đấy, lịch mặt trăng đấy. Âm. Đấy, tiếp theo, remove, rời đi, loại bỏ, đúng rồi, loại bỏ. Nhà trong các cái khi mình cài đặt phần mềm đúng không, máy tính ấy, nó hay bảo remove, đúng chuyên ngành. Đấy, next, bamboo là gì nhỉ? Cây tre. Cây tre. Tiếp theo, music. Âm nhạc. Ai không biết rồi đúng không? Music where? Hai trăm hai nhỉ? Music. Đâu? Rồi bây giờ. Nào bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là phải. Đấy, anh em nhớ phải nhớ học các cái từ mới này nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng action để nhớ các từ mới này một chút. Đó, action. Two thì gật đầu là cũng two. Nào anh em nào, gật đầu kết hợp. Bây giờ chúng ta sẽ use action, use body language to learn the new words. Ok. Giờ chúng ta sẽ sử dụng ngôn thêm kết hợp thêm ngôn ngữ cơ thể nữa. Vừa rồi là chúng ta nghe rồi. À, rồi chúng ta bây giờ chúng ta nhìn được mặt chữ chúng ta biết rồi đúng không? Nhìn là dùng mắt rồi này. Nhìn rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn mắt thêm, nhìn vào cái cả ngôn ngữ cơ thể nữa này. Bắt hình ảnh của ngôn ngữ cơ thể này. Vừa rồi là hình ảnh của chữ. Bây giờ hình ảnh của cơ thể. Đấy, nghe phát âm ra này, hoặc bằng tai này. Và bây giờ kết hợp thêm với là action nữa. Kết hợp ba kênh thu nhận thông tin của chúng ta, VAK. Đó là một cách rất là nhanh chóng để chúng ta có thể nhớ được bài, nhớ được từ mới. Nào, two đồng ý. Đấy. Two. Me too. Me too. Now next, food. Thức ăn đúng không? Là ăn đưa vào miệng nhá. Nào tiếp theo. Soon, xem đồng hồ nào. Soon. Đưa tay nào. Soon. Rồi nhìn sớm thế. Soon. Nào. Cái này là gì? Soon. Bật nhanh, bật xả lên một chút nào. Đấy. Nhớ ra nhanh là cái gì đúng không nào? Nào, cái này là gì? Food. Đấy, ok. Nào, tiếp theo. Soon. Soon.
sớm. Nào rút thì là mình đây là kiểu dễ cây nhá. Đấy, mười ngón tay là mười làm cái dễ cây. Root. 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 Okay, now flute. Ở sao? Flute. 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 Okay, flute. Flute. Nào lại nào. Nào, cái này. Là gì đây? Spoon. Spoon. Này. Flute. 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 Đấy. Nhớ bật bật nhanh lên, thả xạ lên nào. Nhớ nhớ thì bật ra luôn nha, đúng rồi. Mà do anh em nhớ rồi đấy. Nào, tiếp theo. Food. Food. Rồi, ok, nào. Flute. Flute. Nào, 5 lần, 5 lần. Nào, 2, 3. Flute, 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 flute. Flute, 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 flute. Flute. Ok, next we have recruit. Recruit có nghĩa là tuyển dụng đúng không? Tuyển dụng thì chúng ta sẽ mời, như kiểu mời về đây. Đấy, mời về đây. Vào đây, vào đây, vào đây, tuyển dụng nhé. Recruit. 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 Nào, nhung đâu action vào nào. Recruit. Recruit. Mời về đây đúng không? Đấy, rồi, tiếp theo. Lunar, lunar thì là phía trên đây có mặt trăng là mình hái hái trăng. Ở đây đang là hái trăng đó. Hái hái trăng, đây, hai tay hái trăng. Đỡ mặt trăng này nha. Thuộc, đó là lunar, đó là thuộc về mặt tính từ thuộc về mặt trăng. Đúng không? Nếu mà lunar calendar thì mình sẽ là lịch âm. Lunar new year là năm mới âm lịch. Đúng không? Nó thuộc về âm lịch. Đấy, thuộc về mặt trăng. Đấy. Lunar. 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 Hái trăng lunar. 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 Ok nào. Vào đây là gì nào? Recruit. 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 Nice. Đây. Tiếp theo remove chứ nhỉ? Bây giờ remove là đi thì bây giờ lúc nãy là chuyển vào bây giờ bỏ đi. Được chưa? Bỏ đi. Remove. 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 Đi đấy. Bỏ đi đấy. Remove. 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 Bỏ đi. Remove. 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 Đáp lại response in English đúng không? Đấy, phản xạ lại bằng tiếng Anh ấy. Yes. Bỏ đi. Remove. Rồi. Tuyển dụng. Recruit. Okay. Recruit. Rồi nào, bỏ đi. Recruit. Recruit. Âm lịch. Luna. Action vào, action vào theo đi. Nào bây giờ tiếp theo. Bamboo nè. Bamboo, đây là bamboo nha. Bamboo. Bamboo là gì nhỉ? Bamboo, cây tre. Nhớ chưa, đây là cây tre nha. Bamboo. Bamboo. Bam xuống rồi đi nhá. À, nó là âm e bẹt thì mình sẽ hôm sau mình sẽ học rõ rồi. Đây là âm e bẹt. À, to miệng.
bamboo. 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 U phải chu miệng lên nào. Bamboo. Bamboo. Okay. Bamboo. The last word we have music. Music. Đúng không? Nghe nha. Anh nghe nào. Music. 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 Nghe nhạc, nghe nhạc nào. Music. 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 U đấy, nhớ đưa về u nha. Music. Giờ nào, lại again nào. Anh em không cần nhìn nữa nhá, không cần nhìn vào giấy nữa nhá. Để mình nhìn, mình sẽ hướng dẫn anh em thôi. Anh em nhìn cái hành động và bật ra từ nhá. Nào, hai là gì? Two. Thức ăn. Food. Soon. Nào. Dễ cây. Root. Fruit. Nào, chưa dễ cây mà. Root. Không cần nhìn nữa nhá. Không cần nhìn vào tài liệu nữa nhá. Cứ nhớ là cố gắng nhớ thôi. Nếu mà không nhớ thì nghe các bạn, có bạn nhớ rồi đấy thì mình nhại lại thôi, nhắc lại bạn ấy là được. Không cần nhìn tài liệu nữa. Đấy, cố gắng nhớ, bật ra. Đấy, không nhớ thì đấy bạn vừa nói đấy, bật nói lại, nhại lại theo là được. Ok. Mình đang luyện phản xạ để nhớ từ vựng luôn đấy. Nào. Dễ cây. Follow the action please. Follow me, use your action, use your body language. Sử dụng action nữa nào. Dùng ngôn ngữ, ngôn ngữ tay chân nữa, sau đó là chúng ta bật cái từ đấy đó ra nữa nhá. Nào. Dễ cây. Root. Nào. Sáo. Flute. Nào, nhớ nào, âm nào. Đấy, nói chung là nó phải kết hợp mấy thứ liền đúng không? Vừa phải nhớ là sáo là flute này, xong lại phải nhớ điều khiển cả cái miệng nữa, nhớ phải điều khiển cả cái môi là phải chu môi lên, điều khiển mấy thứ nữa đúng không, lại phải cả điều khiển cả tay, đưa cả tay lên như này nữa, đấy điều khiển mấy thứ liền, thế phải vài lần là nhớ không, hãy nhớ chu môi lên đấy nhá, flute, flute, rồi, Tiến Dung. Vào đây, recruit. Nghe thấy không? Có nghe thấy các bạn bật không thì mình nhảy theo thôi là được nhá. Tiến Dung. Recruit. Đấy, xong. Lần một chưa nghe rõ là chưa nhớ ra cái gì thì nghe bạn nhé. Xong lần hai nhắc lại thì phải bật nhanh lại luôn nào. Nào. Loại bỏ. Remove. Che. Bamboo. Action, no action, no. Bamboo. Rồi. Next. Nghe nhạc nào. Music. Rồi, chu môi lên như thế. Rồi, thế rồi nào. Rồi, anh em hôm nay là chúng ta học được 10 từ mới. Đúng không? 10 từ mới và cách phát âm của nó. Như thế, rất đơn giản thôi. Và âm U. Nếu mấu chốt của nó là gì? Là chu môi lên và kéo dài âm U ra là được. Đấy, đơn giản. Như thế nó còn nói chung quy tắc còn nhiều. Nếu mà quy tắc chuẩn ra nó phải lại lưỡi đặt như nào, răng môi đặt như nào. Đấy. Đây mình chỉ cần chính nhất là như thế thôi. Mình cứ đặt chính nhất đúng của nó là như thế thôi. Còn trong video anh em có thể tham khảo thêm. Đấy. Đấy còn mình chỉ cần như thế là được rồi. Đấy, tối thiểu
đây là mức tối thiểu nhất đấy, là có thể là cái mức là ok rồi. Là nhớ một cái chi tiết đấy thôi mà đã cảm thấy khó rồi đúng không? Còn lưỡi là thế nào nữa đúng không? Đấy, hôm nay là chúng ta vẫn tiếp tục về quay video nhá. Và anh em nhớ là thời gian là lần trước 10 giờ đấy, thì để sau đó thì mình có thể check bài cho anh em, có muộn quá đấy. Thôi đấy. Thu bảo là không muốn ngại không nộp, không thèm xem luôn đấy. Không, em có không xem, em xem cả ngày chứ, nhưng mà em ngại, em thấy nó cứ làm sao ấy. Đấy thì thôi là không anh không, em không nào quay mà. Thế nào em ơi? Quay thì xem thế nào? Dạ. Bài của anh quay gửi bài tình hình nào? Anh phát động thôi. Ừ. Em có comment rồi đây. Em có comment rồi đây, em bảo anh đang đọc vẫn là tiếng Việt. Tiếng Việt đọc, dùng tiếng Việt đọc tiếng Anh. Gọi là Vinglish. English. Cứ dần dần thôi. Cứ dần dần đấy thôi, thì mỗi ấy đấy, sau mỗi buổi học như này thì mình sẽ biết thêm được một chút. Đúng không? Đấy dần dần học tiếng Anh nhưng không thể nhanh được, mình xác định đúng không? Xác định là phải một quá trình. Đấy như ở trên trường mình học bao nhiêu năm đấy còn chưa nói được cơ mà. Đúng không? Đấy thì bây giờ mình cứ gọi dành ít nhất là 6 tháng đi, từ mới đây là mới ít nhất phải là ít nhất được 6 tháng liên tục đi đã. Thì nó gọi là có xây được một chút nền. Đấy. Còn 1 năm, 2 năm thì gọi là ok được. Đúng không? Rồi. Thì đấy nha, là Thu nhớ nhá, đấy bảo anh em không thèm xem đâu, tự mình nghĩ như thế thôi đấy. Giờ muốn xem, muốn anh xem vào comment cho không? Có đấy, đừng ngại cái gì nữa, đây là anh em trong nhóm rồi, trong mấy nữa đấy. Như kiểu anh bây giờ anh đặt lúc đầu cũng thế, mình cũng ngại mà làm video xong tự quay đi, tự kiểu cho một mình xem thôi ấy. Bây giờ đây anh đang tối, anh đang livestream tập, em đang tập tất cả mọi thứ, mình cũng đang tập hết rồi, đang tập lạc đấy, tối đang livestream đúng không anh? Nhờ phải anh làm được bao nhiêu nhỉ, chắc 2 tuần rồi đấy, hai tuần livestream rồi đấy, tối cứ tập lên cứ thế mà nói rồi cái anh nhỉ. Mấy hôm Facebook nó cũng có kiểu của nó ấy. Đấy mình để ý xem, đợt trước là cái hôm đầu tiên lên livestream 100 người like, xong tối hôm qua like được 5 người like. Đấy, nó giảm dần. Hôm sau là cái video tiếp theo là khoảng 70 người, xong tiếp theo 60 gì đấy. Dần, tịt. Rồi nó có cho tương tác mấy đâu. Không ai nghe mấy đâu. Mình cứ nghĩ như thế thôi. Lúc đầu mình lên mình ngại thôi. Đấy, bây giờ mình muốn người ta chăm, người ta có thèm xem đâu. Đấy, kiểu vậy. Không ai thèm xem đâu. Đấy, chẳng qua mình làm là mình tốt cho mình. Mình biết là mình tốt cho mình. Đấy, xem thì đấy, có cái mình lưu lại là sau này mình xem lại cái hành trình tiến bộ của mình như nào. Còn ở đây thì anh em trong nhóm cũng vào xem. Đấy, mình cùng xem, mình cùng góp ý cho nhau. Không, mình biết cái gì thì mình góp ý chia sẻ cho bạn mình. Thì cùng nhau tất cả ở đây thì đều từ mới cả thôi. Không biết gì đấy, biết một chút thôi. Có cái gì mà phải ngại. Thì mình làm là mình tiến bộ cho mình. Thế nhá. Vâng ạ. Đúng không? Thế xem đã có ai vào comment chưa? Đúng không? Nào, anh không thèm vào xem. Nhìn thấy thông báo là không thèm vào xem luôn. No. Không, em chịu khó thì bài của ai em cũng xem. Đấy thì vào xem. Đấy là tốt đúng không? Mấy anh em đấy không thèm xem. Đấy thì mình cũng chịu khó, anh em thì chịu khó vào tương tác với nhau. Góp ý comment cho nhau khi mà mình thấy có người khác vào xem của mình cũng thấy vui hơn đấy. Đấy như giờ không thèm xem, nó khinh nó không thèm xem đấy. Rồi, thế hôm nay là chúng ta vẫn tiếp tục video về mấy game này nhá. Đấy, nhớ là nghe lại, tốt nhất là nghe lại, mở Cambridge hay Oxford ra mà nghe lại cái phần của nó thì nó mới chuẩn được. Còn đây mình vẫn chia sẻ với anh em rồi, là mình hướng dẫn ở đây là hướng dẫn kỹ thuật, cách đặt như nào, đặt ra ngôi như nào. Nó đúng thôi, chứ còn nghe chuẩn nhất vẫn cứ lên Oxford đấy mà nghe xong nhảy lại và nói. Được không ạ? Thì bây giờ là chuẩn nhất. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc bài học tại đây.
xin cảm ơn anh em đã tham dự lớp học. Chúc anh em một ngày mới tốt lành, vui vẻ. Happy day. Cuối tuần vui vẻ nhá. And see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Goodbye. See you tomorrow.